anh ơi, ôi là Nếp và Lizzy đây, thì hôm nay Nếp và Lizzy sẽ tới một địa điểm khá là quen thuộc các mình không? Đó chính là Daiso. Hôm nay tụi mình sẽ làm về một chủ đề không như những lần trước. Đó chính là 20.000 won, tụi mình sẽ 10.000 trong Daiso mà không phải đâu, bằng nha, bằng 20.000 cho mình để biết được. Tụi mình sẽ vui gì cũng vui. Let's go. Ở trong này thì đồ khá là rẻ, rất là siêu siêu rẻ. Những cái này có giá là 20.000 đồng. Với con nó xinh tắn. Đó chính là lựa được chứ nhỉ? Đây. Bây giờ sao ta nhiều đồ quá rồi biết thế nào? Mà em phải chặt. Đây chúng ta sẽ tới địa điểm hoạt nát. Kinh kẹt. Mỗi mỗi lần này chúng ta bao 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 nhỉ? Mỗi mình năm đồng, mỗi mình năm đồng, mỗi mình năm đồng, mỗi mình Rồi đi làm lần nữa chắc này. 1.000 2 3 4 5 5.000 đó mọi người ạ. Rồi cái này nó là 7.000. 7.000 thế này là 7.000.
cái này nó là đá nghiền, đá nghiền, đá nghiền, đá đúng rồi, cái đỏ sơn đấy. Không, nếu không tin tâm thì cả được rồi. Ok luôn. Thật ra màu độc chuối không có con vịt lắm, nhưng rồi nó rất đẹp, đẹp. Thôi kệ, để chọn. Chốt, để lấy màu này. Để lấy màu này. Quá là căng nha. Hình như làm giấy thì dư lắm. Rồi, bây giờ sẽ để lấy bước tính tiền. Phá trời phá nha. Mình và Lizzy cũng đã hoàn thành xong thử thách target 10.000 won, mua được gì trong Daiso. Và như mọi người cũng đã thấy đó, thì mình mua được rất nhiều mặt nạ luôn nha. Thì với 200.000 mà mua được một nửa mặt nạ rồi mua sơn móng tay thì thật sự là quá rẻ. Và còn nửa Hàn Quốc nữa thì như mình như những cái vlog trước của tụi mình thì Daiso là cái nơi buôn bán những cái thứ đồ mà rẻ nhất Hàn Quốc, đúng chính xác. Cho nên là ai có hàng thì hãy nhớ ghé tới Daiso nha. Và hiện tại thì giờ vlog của tụi mình đã kết thúc rồi. Kết thúc tại Hàn Quốc luôn. Rồi. Và bye bye mọi người. Hẹn mọi người những vlog tiếp theo. Những vlog ở Việt Nam.